vô tư. Được rồi. Dạ. Ghế à, mình ghế. Trời ơi. Liễu bằng đây này. Dạ vâng ạ, à, thầy ạ. Mày sắp sửa cha ra làm sao cả. Dạ. Thế sách vở mực bút thế nào rồi? Dạ báo cáo cô đầy đủ rồi đấy ạ. Có đủ không? Có tốt không? Có ạ. Không tao sờ đến bút mà mực hết mà ngoài nó cong là tao giết sống. Dạ. Mày sợ mày quạt hay mày sợ mày bảo tao? Nếu có thế mà cũng không quạt thế này mới được khổ thân. Dạ bẩm cụ xem đã được chưa? Vừa mắt mình là ra mắt người. Dạ vâng. Vừa mắt mày là ra mắt tao. Thế mày là tao à? Tao là mày mà mày hỏi lắm thế hả? Ông ấy cho mày vỡ loa bây giờ. Ôi cụ ơi. Ôi buồn. Cụ ơi cụ chu đáo quá. Chuyện. À, đoạn này phủ công là hơi bị ế ẩm. Dạ. À, hôm qua tao ăn chặn mãi của tân tợn đứng trong quá. Hôm nay về là mở cái đầu. Phủ tư. Hôm nay về phủ tư xử vài vụ ngoài giờ, kiếm một ít tiền để phục vụ cho cái sự thỏa mãn sung sướng. Ơ cụ ơi, thế cụ nói thỏa mãn sung sướng nó là cái gì? Nó là cái tao không ngoài nữa. Ôi thì chúng mày biết cái gì? Sửa soạn xong rồi vào trong nhà tắm rửa thay quần áo đây. Tất cả đứng ra đây. Đúng không? Dạ vâng. À, hôm nay ấy là già trẻ gái trai giàu nghèo lớn béo là vào cho vào tết để ta xử mở hàng, đúng không? Dạ vâng. Nhanh lên. Dạ vâng. Ôi trời ơi, sao cái lũ tay nhân này nó lại dầm dà thế này, khổ thế. Tôi tên là Bếp, thủ khoa trường bốc phép, suốt ngày dò xét, kiếm tiền bỏ kết mệnh danh là Lý Tuệ. Tôi ăn quá. Ôi, cứu tôi với. Hầm thế, người ta gọi kêu cứu thì cứu đi, có ù ù ê ê khổ. Ôi thầy Lý, con lạy thầy Lý, con không nhận ra thầy Lý, con lạy thầy Lý. Khổ không được kêu, nhá. Mày khổ tao sướng không có liên quan gì đến nhau, hiểu không? Hả? Muốn cứu à? Có tiền à? Thì nói là có thì cũng không phải, mà nói là không có thì cũng không phải. Thì nói tóm lại là có không? Thì tiền đối với em ấy, có cũng được mà không có cũng không được. Mày nói tao không hiểu gì cả. Mày để ở chỗ nào? Để ở chỗ nào? Tiền nhân ấy đã xấu lại còn cất tiền cho kín. Các cụ đã dạy rồi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Mày cứ đem tiền mày dán vào mặt tao ấy là có bao nhiêu là xử được ra hết, hiểu không? Tao không giống mày ấy nhở? Có tiền cũng được mà không có tiền cũng không được, hiểu không? Thì bảo hiểu cũng không phải mà bảo không hiểu cũng không phải. Nhưng mà nói tóm lại là đã kiểu gì đấy. Thế nói tóm lại là mày cần gặp tao có việc gì? Thầy, ừ? Thế thầy xử ly hôn được không? Chuyện nhỏ, chồng già vợ già là cho vào cả cặp. Chồng trẻ vợ già là chồng vào trước vợ vào sau. Vợ trẻ chồng già là vợ vào trước còn chồng đem rốt chung chuồng trâu chuồng bò. Mẹ ơi. Sao nói không nói, cái toàn hú thế, con dẹp chứ có cái gì đâu mà hú to thế. Ờ, mình gối đầu liên tục mà sao lại có cả dẹp. Thế để mụ định xử ly hôn cho ai? Cho em chứ cho ai nữa. Già sắp trúng lỗ định ly hôn xong lấy thằng điên nào. Nói thế mà cũng nói. Cái tuổi của em ai bảo là già. Người ta rơm rớt giữa dòng người ta dễ dùng. Giòn như dư chuột mà bảo già. Thế cởi khăn cho xem nào. Xem mới xử được. Ui, quá sức tưởng tượng. Tên Tớn, sắc tớn, thị tớn à? Cái tên lạ nhỉ, đầy khiêu khích. Cái người em giống như cái tên. Eo ơi, tớn tớn suốt cả ngày, sáng tớn, trưa tớn, chiều tớn, ngủ thì thôi, mở mắt dậy là phải tớn, có khi tớn cả đêm đấy. Ôi ôi, nội thất. Cái gì? Nội thất à? Nội thất là cái gì? Xem nội thất. Em á? Có được không? Thì nói chung là
bề ngoài đơn giản thế thôi nhưng trong nội thất tuyệt vời làm sao. Ôi giời ơi, em mà em chờ em xem. Xem á? Ừ. Thôi xem nào được. Không xem mới xử nào được. Xem mới xử được chứ. Thì từ từ. Quá to thế giật cả mình. Ôi chuẩn bị này. Ừ. Đâu là cả nhà cùng xem nhá. Ừ. Phải, phải. Xong chưa? Xong rồi. Ô, chúng mày có nhìn thấy gì không? Ôi. Mày phải cái bố nào xem được hả? Cái lão này cứ nói cái toàn hú, rồi sợ thế thì nhỉ. Luật ở đây thế đấy. Có biết luật là gì không? Luật là luật. Lệ là gì? Lệ là lệ. Luật lệ là gì? Là luật lệ. Nhân nhân mày. Luật là quỷ, con điên kia. Quỷ xuống. Thì quỷ đấy. Quỷ nào. Xuống. Quỷ hết to thế. Mày có biết lệ là gì không? Lệ là tiền. Tiền dùng để làm gì? Dùng để giả công cho lý. Luật là gì? Luật là lý bảo sao phải nghe vậy, bảo đậy là không được mở ra, bảo dô ta là phải dô vào, cãi phản cấp đôi, chống phản cấp ba, bảo dô ta mà không dô vào vẫn là... Ôi mỏi quá. Sao lại da tớn chân lại không có mồ hôi nhỉ? Chỗ nào? Đấy, đây này, chả có mồ hôi. Không có mồ hôi. Đây, chả có mồ hôi tí nào nhá. Mắt ừ. Mồ hôi râm rớt cái tay này bảo không có mồ hôi. Sao mày cứ tát tao là thế nào hả? Mày mà tát tao là tao cũng... Trắng nhỉ, thật trắng thật đấy. Sao cứ hay đánh trắng thế. Trắng thì phải trắng. Thương chứ. Thì lại cứ đánh ấy, phải thương em thế này. Ừ thì thương em là anh cũng muốn thương. Nhưng nước muốn chảy mà mương chẳng đào. Tớn về lo liệu thế nào để cho nước chảy lọt được vào trong mương. Cái mương là cái gì hả thầy? Ô thằng chồng nó không đào à? Nó không đào, nếu như nó không biết đào hay sao, nó nhất định nó không đào cơ. Lấy vợ về thì mệt không đào mương. Thế nào nó dò đến nó đòi ly hôn là phải rồi. Thế để hôm nào Lý Sang Lý đào cho phát. Vậy á, thì Lý Sang nhà em đào mương á. Ừ. Nhưng mà con nổi không, mương nhà em to lắm ấy. Vượt sức thầy Lý đấy, con nổi không. To thì to không phải vì đào. Mệt thì mệt cũng phải phấn đấu nhé. Đứng dậy, kẻ đầu đuôi thế nào để tao nghe để tao xử. Đúng rồi. Đỡ. Gớm này còn đỡ nữa. Ôi giời, gớm sao này. Ôi giời, vô khiếp. Em bảo này, ừ. Suy nghĩ kỹ lắm rồi. À. Không thể ở được với thằng chồng của em nữa đâu. À. Cho nên ngày hôm nay em đến đây em xin với thầy Lý. Sao? Cho em cứ quyết định ly hôn. Em cũng biết ly hôn bây giờ nó khổ như thế nào không? Vợ chồng chia tay bèo giạt mây trôi, tình giờ xa xôi bèo về muôn nơi, để lòng thân hát nỗi đau tơi bời, để lòng heo hắt khi nhìn cát con. Kể từ khi ấy vườn rau heo hon ấm êm hôm nào giờ đây rét run. Đấy, vợ chồng chia tay cái là chân đánh tiếp canh luôn đấy, cầm tinh con run luôn đấy. Thế vợ chồng lấy nhau được mấy chục năm rồi mà đòi ly hôn hả? Mới hôm qua. Ôi thì hóa ra ngựa chạy hụt hơi à? Không phải. Thế là cái gì? Không phải là ngựa chạy hụt hơi. Thế cái gì? Mà là hôm qua ấy, lúc mà khách khứa còn đang ngồi để ăn cưới. À. Chưa có ai về hết. Đúng rồi. Mới có giờ dậu thôi. Gà còn chưa lên chuồng. Ừ, thế mà nó lôi em tuột vào trong buồng ấy xong nó đóng sầm cửa lại. Đóng vào để kiếm tiền mừng à? Cứ có mà mừng khách khứa toàn đến ăn trực thôi, không có một đồng nào lọi ra mà mừng ở đâu. Bây giờ mà đám cưới mà có đứa ăn cho là quý hóa rồi, bây giờ nó chuyển sang giai đoạn chơi thì nó không ăn nữa đâu. Biết rồi, em có nói gì đâu, em đứng tức cả thằng chồng em cơ mà. Ồ. Nó lôi em vào, nó đóng sầm cửa lại xong nó móc. Nó móc gì? Nó móc túi. À, móc túi à? Ừ. Thế, móc túi à? Móc túi mày hay móc túi nó? Túi nó. Ờ, à, thế à? Nó móc ra một quan tiền, đập vào mặt em, nó bảo là tiền cọc. Ồ. Thế mày có nhận không? Không. Không nhận là đúng rồi, chứ nhận thì cứ tự mình nhận, mình nhà thổ luôn. Chứ gì? Vợ mà đi đưa tiền cọc, lật cọc. Thế mới đau. Rồi sao tiếp nữa? Nó thấy em không nhận, nó lại móc thêm lần nữa. Lần này 4 quan, cộng với quan đó là 5, nó bảo, này 5 quan đây! Có nhận không? Chứ mình có này có nhận không? Lần này em nhìn vào mặt nó, em cười nửa mồm thôi. Khinh bỉ luôn. Đúng. Thế mày nghĩ tao giá chỉ có 5 quan thôi. Đúng rồi. Rồi sao nữa? Chồng với con như mày á. Con lệ hồn rồi, ôi hồn cứ làm con giật mình thoăn thoắt đấy. Em mặt xấu hơn mặt ma nữa.
Sao mày cứ tát mặt tao đấy hả? Em có tát thầy đâu mà. Toàn điều mày tát lúc mà. Mày tát vào em đi. Không tát mà lại lúc em tát vào mặt chồng em. Khi nào mà em bảo này thầy Lý tôi tát vào mặt thầy đâu rồi thì mới là tát thầy. Còn em là em tát thằng chồng em. Mà tao mới là sưng một cái mâm bây giờ thì mày mang đưa ra mày thí dụ. Rồi sao nữa ăn nhanh lên. Thế xong rồi á, nó thấy thế. Khi lần này á, nó lên cơn điên giống như em luôn. Nó vội vàng nó móc luôn 95 quan nữa cộng với 5 quan thành là 100 quan. Nó đập vào mặt em. Mình nhận không? Lấy luôn. Ôi trời, tành quá, 4-5 quan không nhận, 100 quan nhận luôn. Em không thua gì thầy đâu nhá. Ăn là ăn cả họ cả dòng luôn, không ăn lẻ tẻ một thằng đơn đơn nhá. Xin lỗi nhá. Xong rồi sao? Thì đấy, lấy ngay 100 quan gói thật chặt vào, nhét ngược vào trong túi. Xong rồi ngồi nhìn nó. Nhìn nó như thế này. Nó lại nhìn em, hai đứa nhìn nhau một lúc thì tiền trao cháo múc cả nồi. Mời chàng đúc húc ăn nhồi thỏa thê. Chính xác. Cái đấy ta biết rồi. Nhưng mà chắc chồng em nó hơn thầy đấy. Bởi vì xong nó còn vét cả cháy cơ. À, chúng mày vét cả cháy cả nồi, tao được thế nào? Làm gì có thế nào? Ăn rồi thế xong nó bảo sao? Ăn rồi. Xong nó còn kiện gì nữa? Thì từ từ để nói cho mà nghe này. Thế ăn cháy xong rồi nó lại đè em nữa. Thế nó làm gì? Nó đè để mà nó lại móc ngược lại 100 quan mà nó đưa cho em, nó đòi lại. Ôi thằng này đẻo vậy? Thế mày có giả không? Không, em không giả nó. Thế là nó đòi đánh em. Ồ. Nó bảo là trong cái việc hút cháo này toàn em được thôi chứ nó chả được gì. Đúng rồi, mày được chứ nữa. Hút hộ mày, nó ăn hộ mày chứ nó được cái gì? Nó ăn hộ mày hết, ăn hộ các bài hết. Thế xong rồi nó lý luận với em này. Luận thế nào? Nó bảo là tôi ví thử bây giờ bà là cái lỗ tai. Còn tôi là cái lông gà. Lông gà. Thế cái lông gà nó ngoáy vào cái lỗ tai thì lỗ tai sướng chứ lông gà biết gì mà sướng. Thằng này giỏi nhỉ. Lông gà ngoáy vào lỗ tai thì lỗ tai thích chứ lông gà biết gì. Ôi giỏi quá. Thằng này nó giỏi là nó bác hơi bị siêu ấy. Thì mày có giả tiền được không? Sao phải giả? Điên là mà đi giả nó. Nó nói thế thì mình phải bác lại ngay chứ tại sao mình lại phải giả nó. Thì tôi luận mày thế nào? Rồi mày bác đi giả thì ngốt cái chất thế của tao mà. Cầm mồm. Vâng. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, tôi bảo này. Anh cứ tưởng tượng nếu như bây giờ tôi là cái mương. Còn anh là con cá. Thì khi con cá bơi ở trong mương, con cá sướng chứ mương biết gì mà sướng. Ô, con này lý luận được. Ôi, mày được giỏi nhỉ. Thì ví dụ nhá. Đây là ví dụ đấy nhá. Tớn là cái mương đầy nước đúng không? Thế mà Lý là đây hai cái này làm hai cái vây. Vâng, tháo luôn. Vây này. Tháo luôn được cá xong để bơi thì bơi thử. Vâng. Cái cá mới bơi thử trong mương nước. Đấy. Mày đứng dẹp ta để ta bơi. Trời ơi. Cá bơi ở trong mương thì đúng là cá sướng chứ mương nước biết gì mà sướng. Nó có đây giỏi à. Này. Này này, nhưng mương mà không có cá là hơi bị buồn đấy nhá. Quên đi, thủy sản bây giờ hơi bị nhiều đấy. Không có cá thì đã có tôm cua, rong rêu, cần thiết thì bạch tuộc, thùng luồng, chơi tuốt. Nói chung là tất cả chúng mày, vợ chồng chúng mày là đều được. Chúng mày là cái lỗ tai, là mương, là nước, tất cả cháo hút chúng mày được hết. Còn Lý này là không được cái gì. Bay đâu, bắt thằng chồng con này tạm giam. Ừ. 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 Ê, cái gì? Chồng tôi có cái tội gì mà lại tạm giam chồng tôi? Tội. Tội thứ nhất là tội chiếm gái đẹp. Mà gái đẹp cứ lẽ đời là thừa quan rồi mới tới quan, thừa nhà môn rồi mới tới ngã phần dân chung là cả chồng tớn với thị tớn đều được, còn Lý chả được cái gì cả. Bay đâu, đi ra hết cả ngoài kia rồi đóng cửa vào để tớn xử thị tớn. Thế trong này xử thì ở ngoài kia khoan, hãy nhốt người ta vào chuồng trâu chứ nị. Khoan đi nhá, đừng có nhốt ai nhá.
Thế người ta tội gì mà xử nhỉ? Tội thứ nhất là tội ăn mặc không khêu khích. Chết chửa, sao không bảo? Thì phải bảo người ta mới biết là mình thích người ta khiêu khích đến đâu chứ này. Tội thứ hai là tội không cởi. Cởi cái gì? Cởi cái áo ngoài này ra này này, mặc cái yếm không thôi. Cởi cái yếm không nó hở ngượng lắm. Ôi, ngượng cái gì mà ngượng, mở cho nó mắt muốn lý mù à. Cái yếm nó không thừa không thiếu, mày đẹp thế này mặc cái che nóng lắm. Thế đi, buồn. Nhưng mà người ta có chồng rồi. Có chồng thì mặc có chồng, đêm hôm vắng vẻ Tư Hồng vẫn cứ xe. Hiểu không? Ô cái mũi tớn kìa. Mũi tớn như điếu xì gà, anh nhìn thấy tớn chỉ muốn bập ra bập vào. Ô cái môi, môi tớn như một cái ao, đàn ông nhìn thấy tớn chỉ muốn nhảy vào nhảy ra. Vào buồn đi. Cái gì đấy? Ôi thế thầy Lý già rồi à? Già như anh đây, già dâu, già những tay tơ chấp bằng sâu, tuyệt vời luôn, không thấy khó khăn gì. Dù già những săn đường gân, giờ này đương cơn nổi xuân, nàng chẳng tin, xin thứ cho em mà coi. Rồi phải ghen, anh khoe hơn là vô. Vui là Tết phải lễ, tao ba lễ đi nhá, hiểu chưa? Thế á? Eo ơi, thấy mới tin, thử mới biết. Đi vào trong buồng đi. Nhưng mà thôi, sao không thử cho em mà cứ tán tỉnh mãi thế? Xử cái gì? Xử lấy lại cho em 100 quan. Thì đi vào buồng xong thì lấy lại sau. Vào buồng xong mới được lấy á? Chồng em nó không làm thế đâu. Làm nào? Trước khi vào buồng nó nôn ra 100 quan cho em rồi. Thế à? 100 quan à? Thì vào trong đấy thì 1000 quan xong tạo được nhá. Đi vào. Eo ơi, chồng em ấy, nó chỉ là cái thằng cung đinh thôi. Thế mà trước khi vào buồng nó còn cho em được 100 quan. Trong khi Lý đây là cái gì cũng thua người ta hết. Chỉ có mỗi là giàu hơn người ta, có tiền nhiều hơn người ta. Thế mà cũng thua luôn à. Thua là thua thế nào? Lên, yên tâm đi. Cái tiền là sáng mắt rồi, cầm mấy 100 quan rồi nhá. Đây, chốc xong việc thì đưa thêm mấy trăm nữa. Thôi, cần 100 thôi, đúng 100 thôi. Tao đưa cả chìa khóa hòm cho đấy. Em cắt vào đây nhá. Đố thằng nào lấy được của em. Còn đêm này cơ mà. Tợn ơi, đi không? Lấy lại được 100 quan rồi Tợn ơi. Ủa ra mày là vợ thằng Tợn à? Đúng rồi, con Tớn vợ thằng Tợn đấy. Ồ thế cái thằng hôm qua tao lấy lại của nó 100 quan mà. Chính xác. Ồ thế cái giả lột của chồng tôi 100 quan là tôi đến tôi lấy lại cái giả đấy. Thế mày giả lại tao đấy. Mày làm gì đấy? Ông mày làm gì? Mày làm cái gì đấy? Mày làm cái gì đấy? Cướp của vợ chồng tôi 100 quan. Bây giờ tôi đến đây tôi lấy lại những gì của tôi mà còn là giả lại cái gì hả? Hả? Tôi... Cái 100 quan này liên quan gì đến ông? Thế giờ giả lại tao, thì tao làm việc hôm qua mất thờ bao nhiêu công việc. Ghét quá. Ôi trời ơi. Lý Tuyết. Giả lại em 100 quan. Nghe Tớn bảo đây. Vâng. Trong cái làng này nhá, cứ bà nào đẹp, cứ cô nào xinh là phải qua tay của ông Lý Tuét nhá. Đến độ con gái người ta vừa mới lớn lên ông cũng vặt nhá, cứ nhú lên là ông vặt, nhú lên là ông vặt. Ngày hôm nay á, vặt đúng con voi dày này, có vặt nổi không? Ai rồi em chị? Vặt nổi không? Trời ơi. Bảo cho mà biết đây này. Vâng. Nghe câu này mà ghi vào trong não ấy, đến chết thì mang theo. Vâng. Tham thì thâm, đa dâm thì đau thật. Vâng. Thế nào ông Lý Tết nhà này cũng chết vì đau thật, biết chưa? Ôi trời ơi, mong em biết rồi. Tợn ơi. Trời ơi, sao giờ mình bỗng què lê, nên đời mới ê trẻ. Đời ngắn gang tay, vài lần đắng chua cay, coi như mình đã dừ. Năm tháng trôi đi, thế như chú dễ về già. Cứ dừng tìm hoa thì ta đây vẫn ham. Chót say hoa là nát tan cuộc đời. Hoa chẳng được gì mà người rách như tà tơi. Chớ lăng nhăng mà cứ đi
đời hết thôi.